Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 11 đã tổ chức hội nghị lần thứ 9. Ông Lê Đức Thọ, Bí thư tỉnh ủy, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre đã từng bước phục hồi và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Ước 6 tháng tăng trưởng GRDP đạt khoảng 3,83%, thu ngân sách khá đạt 2.784 tỷ đồng, đạt gần 52,6% kế hoạch trung ương giao và gần 49,5% so với kế hoạch địa phương phấn đấu. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,9%, đứng đầu so với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bến Tre đã tổ chức khởi công công trình cầu Rạch Miễu 2, công trình trọng điểm của nhiệm kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được phục hồi và phát triển, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ gia đình nghèo được thực hiện tốt. Bến Tre cũng đã tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tuyển quân đạt kế hoạch, làm tốt chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022, tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm. Tuy nhiên, kết quả đạt được của tỉnh vẫn còn tương đối khiêm tốn so với nghị quyết đã đặt ra. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tiến độ đạt thấp, một số công trình trọng điểm của tỉnh còn chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng như khu công nghiệp Phú Thuận, mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Bến Tre, cấp nước Cù Lao Minh, hạ tầng thiết yếu đời sống khu dân cư phường 8, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu Rạch Miễu 2, công tác phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện hồ sơ thành lập trường Đại học Tây Nam Bộ còn chậm và có khó khăn, còn hạn chế trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong cải thiện tác phong, phong cách làm việc, thể hiện ở việc suy giảm các chỉ số BABI, BCI, CPAS. Riêng chỉ số phản ánh sự tự đánh giá bên trong của các cơ quan nhà nước, PAR Index, về các giải pháp cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2021 có sự cải thiện thứ hạng so với các năm trước. Theo đó, trọng tâm của hội nghị lần này thảo luận vào các nhóm nội dung liên quan đến tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng của tỉnh ủy 6 tháng đầu năm. Thảo luận cho ý kiến về các tờ trình xin ý kiến đối với những nội dung chính của báo cáo giữa kỳ, quy hoạch tỉnh Bến Tre, xin chủ trương về xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 1 trước năm 2030. Thảo luận cho ý kiến về các báo cáo sơ kết định kỳ thực hiện các văn bản cụ thể quá nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo điều lệ đảng và quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số nội dung lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì chưa kịp thời. Một số đoàn kiểm tra giám sát của cấp ủy triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Một số nơi công tác nắm tình hình để chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa vi phạm thì chưa tốt, đặc biệt là đảng viên bị xử lý kỷ luật tăng 41,1% so với cùng kỳ của năm ngoái. Cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật chiếm tỷ lệ cao và số đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ còn nhiều. Thì tôi đề nghị các đồng chí đánh giá sâu nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất nhiệm vụ giải pháp để kéo giảm đảng viên vi phạm và bị xử lý kỷ luật. Qua rà soát đánh giá tiêu chuẩn tiêu chí đô thị loại 1 thì thực trạng của thành phố Bến Tre hiện hữu chỉ đạt 41 trên 59 tiêu chuẩn, còn 18 tiêu chuẩn thì chưa đạt được mà thuộc các nhóm tiêu chí về quy mô dân số, về nhà ở dân cư, hạ tầng giao thông, cơ sở giáo dục, công trình văn hóa, thương mại dịch vụ, nhà tang lễ, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý, vân vân. Vì vậy, để thành phố Bến Tre sớm đạt được các tiêu chí đô thị loại 1, đề nghị tỉnh ủy thảo luận đánh giá sâu hơn về thực trạng, về kết quả thực hiện các tiêu chuẩn tiêu chí đô thị loại 1 của thành phố Bến Tre hiện hữu, đi sâu phân tích những khó khăn vướng mắc, đề xuất chủ trương, cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện đạt mục tiêu xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 1 trước năm 2030. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh, nội dung hội nghị lần này là rất nhiều và đều là những nội dung rất quan trọng, đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở cấp ngành địa phương đơn vị mình phụ trách để góp ý làm rõ thêm toàn diện sâu sắc hơn những nội dung của hội nghị, từ đó đi đến hoàn thiện thống nhất, thông qua và hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu của hội nghị.